Phải nói rằng là từ tiểu học cho tới đại học, ai nấy gần như là cũng phải trải nghiệm qua những giờ học online với không ít khó khăn. Và cũng trong thời điểm này thì các dự án giáo dục xuất hiện trên nền tảng trực tuyến đã tạo ra một không gian học tập mới cho giới trẻ. Là giáo viên đầu tiên dạy toán trên TikTok, kinh toán cô Hiền đang sở hữu rất nhiều những bài giảng triệu view. Sự quan tâm của người học là động lực để cô chuyên nghiệp hóa công việc sáng tạo này. Tốt nghiệp thạc sĩ và sau đó là 10 năm kinh nghiệm giảng viên đại học. Khi mà có một cái gốc vững chắc như thế thì từ cái gốc đó tôi luôn sáng tạo ra để những cái video clip của mình nó một là dạy toán là phải đúng và thứ hai là phải sáng tạo để cho các em thấy rằng là một cái góc nhìn mới của cái bài toán này các em sẽ thấy là toán học cũng vui, cũng thú vị. Năm 2021, khi cánh cửa của các trường học phải đóng lại thì vẫn đang có các không gian học tập mới được mở ra. Với hơn 800 nhà sáng tạo nội dung cùng 7 triệu lượt video đăng tải với hơn 209 tỷ lượt xem cho đến thời điểm hiện tại, có thể nhìn ra được một cơn khát cũng như là độ đón nhận những nội dung mang những thông điệp mang hơi hướng giáo dục. Càng được đón nhận thì càng thêm áp lực. Thực sự đây là một cái thách thức với họ. Thứ nhất đó là cái nội dung của họ làm sao được tiện, được đến được với đúng cái khán giả và họ muốn ấy là rất là khó. Cái thứ hai mà để quay một cái clip mà giáo dục chuyên nghiệp ấy, thì nó tốn công hơn nhiều so với một cái clip giải trí. Vượt qua mọi sự xáo trộn bởi dịch bệnh, tinh thần học hỏi của cộng đồng vẫn không ngừng lan tỏa.